Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Dã Từ, một sáng tác của Tô Thanh Tùng, một trong những ca khúc rất nổi tiếng. Quá hay, anh Hùng hát thì hay rồi. Và bây giờ quay trở lại với cái đêm nhạc của Khánh Chân. Bây giờ Khánh Chân đi hát là được bao nhiêu năm mà Khánh Chân có nhớ không? Em nghĩ là chắc cũng có 15 năm ấy. 15 năm, đúng rồi. Từ nếu mà tính từ ở Đà Nẵng đến qua đây thì em nghĩ cần cỡ đó. Và cũng ấp ủ là có một cái đêm nhạc ở đó với người ta hay kỷ niệm bao nhiêu năm vậy đó. Thì không biết nó có xảy ra không, nhưng mà cũng muốn lắm. Cứ cố gắng đúng không? Dạ. Nói chung là nếu như mình có ước mơ, có hoài bão, có mục đích thì cứ cố gắng. Dạ. Bởi vì ông Tổ thì sẽ luôn ở trên cao. Và nếu như thấy thực sự nó khả thi thì ông Tổ sẽ soi sáng. Dạ. Và đó là thử thách đủ rồi thì sẽ đến ngày chúng ta nhận được những hoa thơm quả ngọt thôi. Dạ. Cho nên là cứ cố gắng đi. Bởi vì là khi cái niềm tin mình đủ mạnh, khi sự cố gắng của mình nó đã đến được cái mức mà vượt qua những thử thách rồi thì anh nghĩ là cái ngày mà chúng ta chạm đến với thành công nó sẽ không xa. Bởi vì suy cho cùng, một người nghệ sĩ cũng cần được khán giả yêu thương. Dạ, cái đích cuối cùng mỗi một nghệ sĩ cố gắng cũng là để khán giả công nhận và yêu thương đón nhận, đúng không? Đấy rất là quan trọng. Quan trọng nhất là khán giả, vì không có khán giả nữa thì mình cũng không có. Cho tới bây giờ em đã ra CD chưa? Em đã ra cuốn này là cuốn thứ hai rồi. Cuốn đầu tiên là Đêm Vũ Trường lúc mới qua Mỹ. Tại bài hát đấy nó cũng gắn liền kỷ niệm của em. Đúng là rồi. đầu Show tiên nào đi cũng hát đúng không? Dạ, hồi trước là hát Silo. Bài đúng đấy rồi. Là hồi trước ở Việt Nam là chưa có techno remix như bây giờ. Thì bài đó là em hát, em rất có được cái sự đồng cảm của nguyên một nhóm fan, với là những cái cô nào fan cuồng ở dưới. Cứ gặp Khánh Chân lại yêu cầu Đêm Vũ Trường. Đêm Vũ Trường, không thế biết là chọn ngay làm chủ đề hát album là đầu buồn, tiên. Dạ, buồn lắm. Hát là tự nhiên mấy có buồn à, có cái thích bài đó, đúng tâm trạng. Rồi qua đây phong trào remix lên là đổi qua luôn, tự động đổi. Mà qua remix họ cũng thích nữa, tại vì Đêm Vũ Trường không còn buồn nữa đúng không? Đêm Vũ Trường là rõ là đêm tưng bừng luôn rồi. Đêm tưng bừng, bây giờ đêm remix. Rồi cái Vol 2 thì sao? Vol 2 thì nó cũng là một cái phần về phần gọi là phần tơ tầm, là hát cho anh em chúng mình. Đúng rồi. Bài hát đấy thì cũng có nhiều người yêu thích. Nhiều người yêu thích. Nó cũng có người có cảm. Thương thân tôi nghệ sĩ. Nghệ sĩ, bài đấy là nói cho nỗi lòng của chúng ta đấy. Và em có dự tính sẽ ra album Vol 3 dạ, không? Dạ có, em tính là ra remix. Một cái đĩa remix và một cái đĩa bolero. Thời điểm nào thì mình sẽ em đang làm trên tiến hành và em nghĩ là có thể là đầu năm sau đúng không? Dạ đầu năm sau thì em nghĩ chắc em sẽ quay MV trước. Đúng rồi. Dạ vì em có thể làm gì Việt Nam chơi, sẵn em sẽ làm luôn công hai chuyện. Thì cũng mong là những cái kế hoạch đã được thực hiện được. Vâng thưa quý vị, có lẽ là thực sự hai anh em rất là có duyên với nhau. Đi du lịch cũng gặp nhau trong một cái ngày đẹp trời mà Hùng đang chạy xe lon ton ở trên quận nhất Sài Gòn. Thì Hùng thấy bóng dáng của một cô gái đứng rất là quen. Và rồi hai đứa gặp nhau như những đứa trẻ con, thưa quý vị, là rú lên. Kêu về ngày nào. Coi như chúng mình cứ là ám nhau mãi. Về vâng, thực sự là chắc là cũng có duyên. Bởi vì đời sống này người ta nói là tất cả những cái mối lương duyên đều bắt nguồn từ những cuộc gặp gỡ. Và thực sự phải là những người có rất nhiều sự đồng cảm, có những cái sợi dây liên kết nó rất gần gũi với nhau thì sẽ dễ giáp lại với nhau. Dù mình gặp ít phút thôi mà thấy vui, gặp thì thấy căng rú lên như vậy. Đúng là tự nhiên cái cảm giác là vui lắm, tức là bên Mỹ thì không gặp mà về Việt Nam lại gặp nhau ở bên Việt Nam. Thực sự là bên Mỹ nhiều khi vậy, thứ chỉ có những dịp đi show hay này kia có dịp mới gặp được nhau. Tại vì còn mình lại bất ngờ quá. Tại sao về Việt Nam lại gặp nhau bên Việt Nam mới lạ. Bên đây không hề rú nha. Vậy cô đi đâu đấy? Bên đây gặp nhau là chỉ gặp nhau nháy mắt cái gì là xong rồi. Việc ai người đó làm. Nhiều quá, mình cũng đi hát rồi, mình cũng gặp nhau thường xuyên. Còn qua đấy thì mình hơi bất ngờ, không hẹn. Xa quá, nửa vòng trái đất gặp nhau, thưa quý vị. Cuộc sống này nó luôn tồn tại những chữ duyên và đời sống này chúng ta sống cũng từ những mối lương duyên. Những cuộc gặp gỡ, những cái mối quan hệ làm ăn, những cái cuộc gặp gỡ vợ chồng yêu đương nhau nó tồn tại từ chữ duyên đúng không? Chỉ mong mối lương duyên hay mối lương duyên tốt và lâu bền, tình cảm để anh em hay là cái thứ tốt đẹp nó cho cuộc sống. Cứ gắn bó hoài giống những cô chú hồi xưa đó, lúc lớn lên đi hát xong là có tuổi hơn rồi vẫn là đi hát chung với nhau, vẫn có những nụ cười với nhau, vẫn có những sự thân thiện. Nói chung cố gắng thì là làm sao mà 20, 30 năm nữa anh em chúng tôi vẫn sẽ ngồi với nhau lúc đó, tâm sự với nhau về quãng thời gian mà đi hát rồi vẫn được yêu thương. Thực sự còn gì bằng đúng không? Đời sống bây giờ nó có quá nhiều những cái điều của tất cả những nghệ sĩ mà. Đời sống bây giờ thì nó luôn xảy ra quá nhiều những điều nó ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Cho nên là bản thân mình phải luôn ý thức giữ gìn cái sức khỏe cho bản thân mình để làm sao mà mỗi một ngày trôi qua khi chúng ta ngủ dậy chúng ta vẫn còn cảm thấy mình khỏe mạnh, mình yêu đời và mình vẫn được hát cho mọi người nghe đúng không? Và mỗi lần mình hát mình vẫn được khán giả khen là cái sự tiến bộ của mình có. Chứ không phải là chê mình là càng ngày tụt dốc, chỉ là chê là vậy là mừng rồi. Cái điều đó là cái điều mà ước mơ của rất nhiều ca nghệ sĩ đúng không? Ai cũng vậy hết.
hy vọng chúng tôi không có điều gì mơ mộng xa xôi, chỉ có mong ước làm sao 20 năm nữa lại được ngồi lại với nhau tâm sự là ơ ngày hôm nay anh hát show ở đâu, ngày mai anh hát show ở đâu, cái đấy là còn gì bằng đúng mà không? Lúc đấy là anh là mặc đồ vest trang trọng sang trọng, em là áo dài thứ tha rồi đó, đồng 20 năm nữa mà biểu là giống như cô Thanh Tuyền với lại chú Tuấn Vũ này nọ vậy đó, còn gì bằng đúng không? Còn gì bằng thực sự. Vâng, thưa quý vị, nhìn thấy những nghệ sĩ tiền bối đi trước như cô Khánh Ly, như là anh còn giữ nghề được, như là cô Thanh Tuyền hát 50 năm ca hát, thực sự quá là ngưỡng mộ. Và mình cũng chỉ có một ước mơ làm sao được hát nhiều năm đến như thế mà vẫn giữ được cái giọng hay là vẫn có một khán giả ổn định yêu thương mình. Người ta nói là ca sĩ thường chỉ có thời, mỗi người chỉ có 5-10 năm, nhưng mà rõ ràng những nghệ sĩ đó là minh chứng cho việc là cố gắng, cứ cố gắng giữ gìn, cứ bền bỉ cố gắng và không ngừng trau dồi bản thân mình thì sẽ tồn tại được mãi thôi, đúng không? Mà mình phải trau dồi cái tâm đức như là em nói nữa thì được khán giả họ sẽ nhận biết được, họ cũng thương mình lâu hơn. Nói chung là cá nhân Hùng thì Hùng luôn tin vào cái câu là có đức thì mặc sức mà ăn. Dạ đúng. Mình làm thì là mình đặt cái tâm vào trong cái chữ đức. Yeah. Tức là mình có đức thì mặc sức mà ăn, mà trong cái chữ đức nó có chữ tâm nữa thì thực sự là mình sẽ luôn nhìn về phía ánh sáng nhiều hơn là mình sẽ nhìn vào trong những góc tối. Tại cái tâm mình là chỉ có trời biết, đáp ước mình biết. Bởi mình làm gì là đúng, không qua được lưới trời. Điều đó là cái điều mà thực sự, thưa quý vị, là người ta gọi là làm thì làm, chúng ta có thể che mắt người thực, người trần mà mắt thật có thể che mắt được nhau, nhưng mắt khó trời, che mắt ông trời. Cho nên là mình cứ làm những điều gì mà lương tâm mình cảm thấy nó đúng thì mình làm. Chúng anh em mình giờ mong cuộc sống sức khỏe là chính, để sức khỏe mới mình mới hát được lâu bền. Và thứ nhì là mình được khán giả yêu thương hồi, yêu thương lâu nhiều nhiều nữa cho chúng em nhờ. Và hai anh em mình là chuẩn bị gặp nhau tối cuối tuần này rồi. Tức là 27 tháng 10 là Hùng Khánh Trân đã gặp nhau ở bên Canada rồi. Đừng có lộn. Sau cái tuần Canada bắt đầu mới đến cái tuần live show Khánh Trân. Đừng có lộn đi qua chỗ khác lại mình em hát chết như có hai anh em mình. Vâng, thưa quý vị, thực sự là đấy, cứ có nhiều show là nghệ sĩ là hạnh phúc, là vui mừng đến như thế đấy. Nhiều khi lộn ngày tùm lum tùm la luôn. Nhắc cái chuyện lộn ngày mới nhớ vừa rồi đấy, em đáp lộn sân bay. Ồ vậy luôn hả? Mà là do em bút lộn. À. Em đáp lộn xuống, ủa bầu xô thì đó một nơi, 2 tiếng mấy mới tới. Còn em thì ngồi nơi chờ, nhiều khi đi hát có những kỷ niệm cũng mắc cười. Thực sự là vâng, thưa quý vị, kỷ niệm thì nhiều lắm. Tuy nhiên vừa rồi đúng là Khánh Trân đã cứu cho Hùng một bản thua. Tức là Hùng nhớ mà cái trí nhớ mình nhận xô mà rất. Mặc dù vé thì mình book đúng rồi, nhưng mà cái đầu mình nó cứ bị luẩn quẩn loanh quanh về những cái show diễn rất nhiều. Thì khi chương trình này lên sóng, mới cho biết thì, được anh luôn Hùng vâng, này show đều. Cuối tuần này, tức là ngày 27 tháng 10, Lưu Việt Hùng sẽ gặp gỡ với những khán giả ở Edmonton, Canada trong cái show diễn rất hay của Hội đồng Hương Khánh Hòa. Lưu Việt Hùng và Khánh Trân sẽ cùng mời quý vị tưng bừng với anh em chúng tôi trong cái ngày họp mặt của Hội đồng Hương Khánh Hòa ở bên Canada. Là miền Trung đó. Và tuần tới thì gặp nhau tại khu với trường Blue ngày 2 tháng 11 trong cái show của Khánh Trân. Dạ. Yeah. Right. Bây giờ là đúng nha. Giờ là chuẩn. Còn ngày 4 tháng 11 thì vâng, thưa quý vị, Hùng sẽ gặp gỡ quý vị tại Austin, Texas. Còn em thì gặp ở Boston. Cũng là anh, nhưng mà hai chúng ta không được về nhau. Hai tự hai nơi quá xa. Không nói chung là chỉ có yêu nhau cuối tuần này và đầu tuần sau, là qua đến tuần sau thứ 6 là chia tay rồi. Thứ 6 là chia tay rồi, đúng không? Đúng rồi. Mỗi lần gặp nhau thì vâng, thưa quý vị, là bao nhiêu chuyện đời, chuyện nghề để mà có thể chia sẻ. Nhưng mà suy cho cùng thì cái đích đến cuối cùng vẫn là mong cống hiến. Yeah. Vẫn mong được thăng hoa. Mỗi một khi hát xong mà được hú há, được nghe tiếng vỗ tay mo thì bao nhiêu cái mệt mỏi nó tan biến, đúng không? Đấy là gọi là người ta hay nói là cái nghiệp ca hát. Ừ. Tại vì thật sự đi bay, mình không dám nói anh phụ nghề, thật sự cũng có nhiều lúc chúng em bay nó cũng có những cái vất vả cũng lắm. Lo lắm, cũng lo sợ. Cũng lo sợ vì bị delay, nhiều khi cũng đâu có dám ngủ. Mà ngủ cũng không có đủ, máy bay nhiều khi nhiều người ngủ đâu có chưa đủ. Chưa kể gặp những chuyến bay bão táp nữa. Thì đấy. Đi qua những cái vùng thời tiết xấu cho quý vị là tim muốn rớt ra ngoài. Có nhiều khi đang không mơ biết gặp mơ khán ngủ, giả được không? Đang mơ mơ ngủ mà gặp ngay vào cái vùng thời tiết xấu thì máy bay nó lật. Ghê thật ấy. Nhiều khi thực sự là lúc đó chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện thôi. Thì đấy. À, ôi con cầu nguyện cho cái chuyến bay của con nó không có vấn đề gì cả, để con có thể gặp gỡ với những khán giả. Đấy, để, chỉ để sợ nhất là sợ đúng không? Yeah. Nhưng chuyến bay bão táp rất là sợ. Nói vui vậy thôi chứ thưa quý vị, là chỉ cần được đến nơi an toàn, chỉ cần được đứng trên sân khấu thì tiếng hát này lại nguyện được cống hiến hết lòng hết dạ để những khán giả của mình mình được hài lòng là đúng không? Và phòng sợ khán giả. Vâng thưa quý vị, vậy thì thời lượng chương trình trôi qua rất là mau. Chúng tôi xin kính chúc quý vị sẽ có một cuối tuần này, cuối tuần Halloween đi chơi thật vui vẻ với những tạo hình thật vui mắt. Tuy nhiên nhớ là quý vị phải giữ thật an toàn cho những em bé quý vị nhé. Tại chơi những chỗ đông người thì những chỗ em bé thì mình nên giữ thật là cẩn thận. Bởi vì là cũng có một số những chuyện không vui nó xảy ra trong những cái kỳ Halloween. Tức là có một số những người họ khi họ đã hóa trang thành những nhân vật thì họ sẽ làm một số điều không tốt.
kỳ quặc, bắt cóc trẻ con hay này kia, cho nên là khi mình đưa con đi chơi thì mình lên thật cẩn thận và thật là an toàn quý vị nhé, và giữ ấm cho vì cái mùa này mùa flu, mùa đúng rồi. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào ngày 2 tháng 11, 2 tháng 11 thì khi có chủng flu vào cuối tuần này, ngày thứ bảy, ngày 27 tháng 10 tại Edmonton, Canada. Bây giờ thì để khép lại cho cái live show đặc biệt của chúng tôi với nữ ca sĩ Khánh Trân, xin mời quý vị cùng thưởng thức tiếp một music video có cái tên là Nếu Em Biết, một cái khúc nhạc lính rất hay được Khánh Trân hát thu hình cho trung tâm Blue Ocean Music, một bài hát rất là tuyệt vời. Xin mời Khánh Trân gửi lời chào cuối đến khán giả. Khánh Trân xin chào tất cả mọi người, và Khánh Trân mong và nhắc lại quý vị là ngày 2 tháng 11 tại vũ trường Blue với một đêm hát rất là tưng bừng và vui, vui nhộn ở đấy. Khánh Trân xin hẹn quý vị ngày 2 tháng 11 nhé. Xin chúc quý vị có một ngày thật là vui ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Thêm niềm vui đời lính, nếu biết em rồi anh không độc thân một mình, không nhiều đêm anh ngồi bên hiên chờ cánh đồn vang, thầm mơ được có những lúc sống bên nhau, mong ước về sau cùng ai sẽ chung tình ngày anh rời lính. Nếu biết em rồi anh thêm niềm vui tiền tuyến, nếu biết em rồi anh không còn mơ vợ hiền, người trai đang mặc trên vai tình non nợ nương, làm sao lạc bước với kiếm sống xa hoa, và chiến trường xa làm sao vắng anh khi là thân nam nhi. Vẫn biết có người thương nhớ, có người yêu đang ngóng chờ, ngày mai xây dựng tương lai sống trong những chuỗi ngày hạnh phúc lâu dài. Tình mãi trên cao chiến binh, tình quê hương đang chiến trinh, nước non thanh bình, tình duyên mình sẽ tên. Nếu biết em rồi anh đi vì em hờn dỗi, nếu biết em rồi không hơn gì trong cuộc đời, phương trời xa xây dựng bao la, chiều đông lạnh giá, đời không còn có những lúc sóng kiều xa, thì mới là nơi thần tiên nhất trên đời làm trai em ơi. Niềm vui đời lính, nếu biết em rồi anh không độc thân một mình, không nhiều đêm anh ngồi bên hiên chờ cánh đồn vang, thầm mơ được có những lúc sống bên nhau, mong ước về sau cùng ai sẽ chung tình ngày anh rời lính. Nếu biết em rồi anh thêm niềm vui tiền tuyến, nếu biết em rồi anh không còn mơ vợ hiền, khi người trai đang mặc trên vai tình non nợ nương, làm sao lạc bước với kiếm sông xa hoa, và trên trường xa làm sao vắng anh khi là thân nam nhi. Vẫn biết có người thương nhớ, có người yêu đang ngóng chờ, ngày mai xây dựng tương lai sống trong những chuỗi ngày hạnh phúc lâu dài, tìm mãi trên cao chiến binh, tìm quê hương đang chiến trinh, nước non thanh bình, tình duyên mình sẽ tình. Nếu biết em rồi anh đi vì em hờn dỗi, nếu biết em rồi không hơn gì trong cuộc đời, phương trời xa xây dựng bao la, chiều đông lạnh giá, đời không còn có những lúc sóng kiều xa, thì mới là nơi thần tiên nhất trên đời làm trai em ơi. Đời không còn có những lúc sóng kiều xa,
thì mới là nơi thần tiên nhất trên đời. Làm trai em ơi, đời không còn có những lúc sóng kiều xa, thì mới là nơi thần tiên nhất trên đời. Làm trai em.